Người mà, đúng không ạ? Không ai là không sợ ấy. Nhưng vấn đề là họ dám vượt qua nỗi sợ ấy. Còn người nghèo thì sao? Còn người nghèo thì sao? Để nỗi sợ ngăn cản họ. Tư duy cuối cùng của người nào? 16. 16 hay 17? 16 hay 17? À, 16 à. Nó có 17 cái. Thế chắc một cái nó rơi mất rồi. Rồi, tư duy này. Người giàu hành động bất chấp sự sợ hãi. Người giàu hành động bất chấp sự sợ hãi. Người nghèo để nỗi sợ ngăn cản họ. Người giàu hành động bất chấp sự sợ hãi. Người nghèo để nỗi sợ ngăn cản họ. Hành trình từ lúc bắt đầu cho đến khi chúng ta thành công có nhiều rào cản không cả nhà? Và những cái rào cản như vậy có làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi không? Áp lực, lo lắng, sợ hãi có không? Cái người mà vì những rào cản đó mà thụt lùi thì là người thất bại. Và mình gọi là người nghèo. Còn người mà tìm cách để vượt qua và tiến lên thì những người đó sẽ là những người người giàu hành động bất chấp sự sợ hãi. Người nghèo để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Đi kinh doanh là đi đâu cả nhà? Đi kinh doanh là đi đâu? Có phải đi bán hàng không? Mà đi bán hàng thì chắc chắn là khách hàng sẽ phải từ chối chúng ta. Có. Nhiều người sợ bị từ chối. Và nhìn mặt khách thì ô chắc chị này sẽ từ chối. Cho nên là chưa kịp gặp mình đã từ chối mình luôn rồi. Còn người giàu thì sẽ đến, sẽ tiếp cận, sẽ nói chuyện. Đúng không ạ? Sẽ lắng nghe người ta từ chối như nào. Và sau đó thì sẽ xử lý sự từ chối và chốt đơn. Hai sự khác biệt. Rồi, người giàu thì hành động bất chấp sự sợ hãi. Thì họ có sợ không cả nhà? Có sợ không? Có chứ. Người mà, đúng không ạ? Không ai là không sợ ấy. Nhưng vấn đề là họ dám vượt qua nỗi sợ ấy. Còn người nghèo thì sao? Còn người nghèo thì sao? Để nỗi sợ ngăn cản họ và làm cho bản thân của họ trở nên thấp kém đi. Còn người giàu nó lấy những nỗi sợ đó để tiến lên. Yeah, người giàu lấy những nỗi sợ đó để tiến lên. Đó là những tư duy của người giàu. Tôi lại nói trong nhà của tôi có hai anh em. Từ nhỏ đến lớn cứ nói đến tiền là cãi nhau. Cứ nhắc đến tiền là gia đình cãi nhau, chửi nhau. Và cái nhìn nhận của tôi là tôi không muốn sau này như thế, cho nên tôi sẽ giàu ở tương lai. Cái nhìn nhận của anh trai của tôi thì mọi thứ nó cứ như thế rồi. Và không có gì cả, cứ thuận theo tự nhiên. Và chẳng có gì thay đổi. Nó sống theo cái lẽ của mọi thứ, nó cứ tự chạy. Còn tôi thì ngược. Để chúng ta sẽ thấy là cùng một hoàn cảnh, chúng ta sẽ có những nhận thức khác nhau. Đối với tôi, khi tôi ra ngoài, tôi làm mọi thứ. Cứ miễn là giúp tôi kiếm được tiền, làm mọi thứ. Nhưng với những người họ thích ổn định, ví dụ như là
anh trai rồi. Nó sẽ theo định hướng của gia đình. Bố thích xin vào đâu thì bắt đầu tìm cách để vào đó theo đúng định hướng. Hai tư duy khác nhau cả nhà. Với tôi, gia đình hỏi có thích xin vào chỗ này chỗ kia không hay đi làm thuê, tôi bảo đi làm thuê. Tự chủ ấy, không xin vào đâu. Rồi đi làm thuê để tôi tự thấy không giàu được, cho nên xin nghỉ để kinh doanh. Kinh doanh thấy theo bản năng không thể thành công được, cho nên đi học. Đi học có kiến thức rồi, làm một hai lần thấy không được, thế tôi bảo học không thôi không đủ, mình còn phải cả trải nghiệm nữa cơ. Tôi xin vào chỗ khác, vào một công ty của người ta để tôi làm mà tôi không lấy một đồng lương nào hết. Tôi bảo em không phải nhân viên, anh phải cho em đi theo anh. Tôi nói với ông giám đốc để em học. Ước mơ của em là giàu, là thành công. Đấy, cho nên anh phải cho em đi theo anh để em học, không lấy lương. Đấy, cho nên mọi chuyện trên trời dưới bể của công ty đấy là tôi làm hết. Tôi làm từ sáng đến tối, nhân viên thì cứ 6 giờ nó cấp đít tôi về. Nhưng tôi 12 giờ đêm tôi vẫn chạy vạy việc của công ty. Khách hàng phản hồi không tốt về công ty, tôi là người gọi điện thoại để xin lỗi. Trong khi khách hàng bảo em không cần phải làm như thế. Cái người chủ công ty mới là người cần phải gọi điện để xin lỗi. Thì bạn sẽ thấy không, tôi còn tâm huyết cả ông chủ công ty. Thế đấy, thì mình phải tìm đủ mọi cách để mình đạt được kết quả. Tôi chẳng có cái nỗi sợ nào cả. Mặc dù mình có sợ không? Có không? Có sợ, nhưng không bao giờ cái nào nó ngăn được mình hết. Việc của tôi là duy nhất một thứ thôi, thành công. Trong đầu của tôi chỉ có thành công, thành công, thành công. Cách này không được, tôi sẽ làm cách khác. Chứ tôi không bao giờ để cho những cái thứ này nó ngăn cản mình. Vậy bạn chọn người giàu hay bạn chọn làm theo cách làm của người nghèo? Cách của? Đó là hành động. Đọc nào, hành động. Người giàu hành động. Đọc to là người giàu hành động. To hơn nữa, người giàu hành động. Rồi, high five, người giàu hành động bất chấp sự sợ hãi.